Xin chào tất cả mọi người nha, mình là Duy Máy Móc Việt Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một dòng máy bắn bu lông của hãng TMX. Trong thời gian mình bán hàng thì mình nhận ra một vấn đề, chính là anh em đang cần một cái dòng sản phẩm mà mang cái tính đột phá cũng như là sự an tâm trong người tiêu dùng. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một con mẫu bắn bu lông tích hợp bắn vít để anh em mình có thể đi công trình, phù hợp, giá cực kỳ rẻ luôn nha. Nhưng mà hàng công ty, hàng chính hãng thì cũng mang lại cái sự an tâm cho người tiêu dùng, giá phù hợp rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu, cũng như nếu anh em nào đang có xem hoặc là có nhu cầu quan tâm về sản phẩm á, mà anh em ngành cơ khí thì đăng ký kênh YouTube bên mình để ủng hộ mình, để có động lực ra những video mới cho anh em nha. Cảm ơn anh em. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em dòng mẫu TMX bắn bu lông. Con này á, là model của nó là TM21A, dòng A chứ không phải là dòng B như là anh em đang xem trên thị trường nha. Đó, dòng này nó sẽ tốt hơn, tích hợp cái đầu và thiết kế mẫu mã đẹp hơn cho anh em. Thì mẫu này á, thì nó có lực xoắn tối đa là 350 N. Đó, lực xoắn rất là lớn để đảm bảo cho công việc của mình bắn ship bu lông trong điều kiện mà làm những cái mà gọi là cần siết với cái lực lớn. Đó. Nhưng mà để đảm bảo được cái vẫn đảm bảo được cái chất lượng thì dòng sản phẩm TMX nó có thêm chức năng nữa là tích hợp cho anh em, thì nó rất là phù hợp cho anh em mình đi công trình. Thay thế những cái dòng mẫu mã trên thị trường đang bán, đó là Makita với Dewar mà hàng quá rẻ đó anh em. Đó. Thì dòng này nó cũng ở phân khúc giá rẻ nhưng mà nó khẳng định được thương hiệu của nó khẳng định được chất lượng. Đây, thì hôm nay mình giới thiệu cho anh em đó là mẫu TM21A. Đó, có sử dụng 21V. Đó. Và lực xoắn là 330 N. Dòng này xuất khẩu đi rất là nhiều nơi rồi, trên thế giới rồi. Động cơ không chổi than. Ví như đây là anh em đã thấy được cái sự chất lượng của máy. Thì dòng sản phẩm này là gồm có một hộp và kèm theo phụ kiện đó là hai pin một sạc. Pin này là pin 21V cho anh em ha. Pin 10 cell rất là chắc chắn luôn. Hai pin một sạc. Tặng thêm đầu khẩu 22. Dầu bôi trơn cũng như là vệ sinh máy khi mà mình đã sử dụng xong. Cục sạc Makita, đặc biệt cái dòng này á là sử dụng chân pin Makita, đảm bảo cho anh em mình á khi mà có vấn đề gì có thể sử dụng những cục pin này để thay thế qua những con ống bu lông khác mà mình đang sử dụng. Chung chân pin hệ sinh thái này là rất là hợp phù hợp. Rồi, thì hôm nay mình sẽ thử trải nghiệm cho anh em với những cấp độ làm việc khác nhau để anh em mình có sự lựa chọn đúng hơn về mẫu sản phẩm TMX này nha. Động cơ không chổi than thì nó mang lại cái sự ổn định về máy, tiết kiệm pin rồi. Thì ngoài cái đó thì mình không biết anh em còn cái quan tâm tới cái gì thì nhớ comment ở phía dưới để mình có thể tư vấn kỹ hơn cho anh em. Nhưng bây giờ mình sẽ thử trải nghiệm cho anh em với bắn nhiều cấp độ ốc khác nhau thì đảm bảo hay không nha. Con này là ốc 22 thì hôm nay mình sẽ giúp bắn thử cho anh em khi mà làm việc thì chắc chắn rất là sướng nè, bắn rất là nhanh, bắn ra cũng rất là phù hợp luôn. Với những đầu khẩu 1/2 như thế này á, thì anh em xài làm việc rất là tiết, rất là chặt ra ổn định luôn anh em ơi. Nếu trong trường hợp mà anh em mình bắn những cái dòng ốc nhỏ 1/2 như thế này thì nó ra quá đơn giản rồi. Nhu cầu anh em mà cần thêm bắn đầu 3/4, loại ốc mà từ 34, 36 trở lên như thế này nè, 27 là đã trở lên rồi, đã gọi là đầu khẩu lớn rồi anh em ha. Thì có đảm bảo hay không thì cái này mình sẽ trải nghiệm cho anh em thôi, nhưng mà mình khuyên anh em nên sử dụng hạn chế, tại vì khi mà sử dụng đầu lớn như thế này á là máy rất là xuống, cũng như là pin rất là hao pin nha. Khi mà mở ra thì như thế nào ạ? Rất là ok. Đây là dòng bu lông có hai cấp độ sử dụng, nhanh và chậm. Hồi nãy đó, mình sử dụng cấp độ chậm. Bây giờ mình đang mở qua chế độ cấp độ nhanh. Rất là tuyệt vời nha anh em ha.
Con này thì đảm bảo cho mình xài sướng khi mà mình đi công trình, giá tiền phù hợp, tí nữa mình sẽ báo giá cho anh em. Rồi, khi mà anh em mình sử dụng những cái con này đi công trình thì cái điều thích hợp nhất đó chính là khi mà cần chuyển đổi về bắn tôn thì anh em có ngay đầu để chuyển luôn, rất là phù hợp. Rồi, cái này là bắn tôn. Còn nếu mà anh em chuyển qua đầu vít dài như thế này thì cũng rất là an tâm luôn. Con này nó tích hợp được có một cái là anh em mình sử dụng một con mu lông nhưng mà sử dụng đi công trình thì tuyệt vời luôn, nhất là anh em bắn tôn đấy. Đầu ít có bị lắc nha anh em, bắn tôn nhanh. Rồi, với các cấp độ vít dài ngắn khác nhau nhưng mà vẫn đảm bảo được, rất là sướng. Rồi, nếu bắn gỗ thì sao ạ? Anh em mà làm mộc thì cũng rất là phù hợp rồi. Có búa xuống khi mà mình giọng thì nó đỡ dặn cái tay mình. Rất là nhanh, rất là phù hợp. Wow, mình thấy rất là phù hợp đó. Rồi. Đơn giản chỉ là một con máy bắn bu lông nhưng hàng chính hãng, mang lại sự an tâm cho anh em sử dụng. Thứ hai, giá thành. Nếu mà anh em bỏ ra số tiền là 1 triệu, 1 triệu 2 để mua những con máy Makita đều quơ mà hàng nhái, biết hàng nhái rồi, sự an tâm của anh em sẽ không còn cao khi mà sử dụng, thì hãy sử dụng thêm một dòng máy mới và cũng như định hình xem mình có nên sử dụng cái hàng hãng này hay không. Giá bán hiện tại là 1.490.000, anh em đang được hưởng ưu đãi rất là cao. Cái thứ hai, máy pin là pin lớn 10 cell, đảm bảo cho anh em mình đi nhu cầu làm việc ở trong môi trường công trình thì nó rất là ổn định, không có phải sợ hết pin như những cái dòng máy bu lông giá rẻ trên thị trường. Ok, giá này thì bên mình sẽ hỗ trợ cho anh em mua giá tốt nhất cũng như là đầy đủ nhất. Máy bảo hành thì là 6 tháng, pin thì bảo hành 3 tháng và sạc bảo hành 1 tháng cho anh em ha. Rồi, anh em nếu ở xa thì có nhu cầu mua máy cũng bên mình vẫn giao về tận nơi cho anh em ha. Đây ạ, sự thay đổi về chất lượng thì mang lại cho anh em cái sự an tâm khi anh em sử dụng trong môi trường làm việc. Đó, một con máy mang lại sự an tâm, giá thành thì nó cũng không có cao so với những cái hàng nhái hàng giả, thì mình nên sử dụng những con như thế này để đảm bảo cho mình cái khả năng làm việc ổn định nhất nha. Rồi, anh em trong ngành cơ khí hoặc là anh em xây dựng đang có nhu cầu quan tâm máy thì gọi ngay cho bên mình qua số điện thoại 0935154428. Còn nếu mà nhu cầu mình cần mua ngay, mua gấp, cần lấy liền hoặc là muốn trải nghiệm trực tiếp thì đến ngay địa chỉ 1095 Quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân. Thì trong quá trình anh em mình làm nghề, nếu có nhu cầu về mua máy thì đăng ký kênh đi, đăng ký kênh bên mình để theo dõi những cái video mới ra, hoặc là có những cái dòng máy hay là sản phẩm nào mới thì bên mình sẽ giới thiệu cho anh em hết toàn bộ. Cảm ơn anh em nha, chào anh em, hẹn anh em với những sản phẩm mới nhất mà bên mình sẽ làm ra. Anh em có nhu cầu quan tâm thì ủng hộ sản phẩm bên mình để mình có động lực truyền cảm hứng cho anh em.